chuẩn mà. Thật đấy, mấy like. Giờ mới like trời ạ. Này mấy giờ chị phải ra, anh ơi 8 rưỡi chị bay đấy. Ok, anh đưa ra. Oh, ok, em với anh đưa chị ra. Yeah, cảm ơn. Bây giờ live stream thì chị Quỳnh chia sẻ lại với MV được không? Thôi, có bạn nào bạn hỏi các thứ ấy. Okay. Đúng không? Xin chào. Xin chào mọi người. Đây, để đây nè. Wow. Xem nào. Giao lưu với các bạn fan một chút nè. Xin chào mọi người, giờ này chắc mọi người đang chuẩn bị ăn tối đúng không? Đúng, chắc đấy, 1.000 người xem rồi nè. 1.500.000 rồi nè. Yeah. Nhiều quá ta. Mọi người ơi, 1.900 rồi. Wow. Xin chào Thuận Hoàng, xin chào Vũ Minh, xin chào Thủy Nguyễn. Người tình mới của tôi đó. Mọi người sẽ chuẩn bị được thấy hai chị em mình bất hợp. Bà này có vẻ thích chủ đề bất hợp, tôi chết tôi mất thôi. Mọi người ơi, mọi người có nhận ra ai không nè? Đây là chị Cẩm Tú Quỳnh. Trời ơi, làm idol kiểu từ hồi trẻ thơ của hai vợ chồng, từ hồi kiểu hai vợ chồng vẫn còn học đi học ấy. Em nói vậy chị thật nói chị già nó không được không, đâu. Không, ý em nói cái câu trẻ thơ tức là kiểu từ hồi mà hai vợ chồng rất là lâu rồi ấy. Đó, chứ không phải là già. Trời ơi, chị có 91 sao mà già. Ôi, em nói 91 luôn. Em bậy quá rồi. Chị sinh 201. Em Quỳnh ơi, em Quỳnh 201 à. Trời ơi. Đây này mọi người nè. Ôi like bất ngờ, chào chị yêu nha, chúc chị yêu buổi tối vui vẻ. Chào em đi, chào em, chào mọi người. Mọi người ơi, khách đến chơi nhà nè. Chào chị yêu. Mọi người ơi, nhà của Ly đẹp quá mọi người ơi. Ủa mọi người đã xem livestream về nhà của em bây giờ chưa? Em đây, em có để ở góc này, mọi người chỉ xem được cái góc ở đây thôi. Vâng, còn em ít livestream nhà lắm. Hầu như là không. Wow. Em chào chị Quỳnh Cute ạ. Chào Long Vân. Quỳnh Long Vân. Long Vân hay Long Vân ạ? Long Vân. Quỳnh Long Vân. Đó. Mắt chị hơi yếu một chút xíu. Thế à, chị có bị cận không? Chị không có đi khám chắc là hơi tí xíu. Em 10 trên 10 đó. Chị Khổng Tú Quỳnh xinh quá này. Mọi người ơi, mọi người ơi, ở ngoài xinh hơn luôn đi mọi người ạ. Thật sự luôn ý. Dễ thương lắm mọi người ạ. Thích tôi phòng, mê tôi là phòng. Tôi cũng mê bà đó. Em mê chị lắm luôn. Xem nào, đấy 8.000 người đang xem rồi mọi người ơi. Hãy vào cày bài hát của chị Quỳnh đi. Đang ở top 3 trending YouTube nha mọi người. Một bài hát rất hay mà tỷ cực kỳ thích luôn. Mọi người ơi, vào cày trước đi, xong rồi chuẩn bị có bài của hai chị em thì hãy cày bài của hai chị em nha. Mọi người thả tim rất là nhiều và trời, chị cũng mừng quá. Hôm nay Quỳnh rất là vui mọi người ơi, tại vì Quỳnh trước đây thì Quỳnh đã theo dõi Hương Ly qua các clip cover ở trên YouTube, và hôm nay thì mới được gặp người thật Việt thật nè. Đã vậy thì Quỳnh còn được hát chung với Ly nữa. Trời ơi chị, trời em cũng được hát chung với chị, nói chung là hai chị em mình thật sự luôn ý. Em không nghĩ đâu. Mà hồi nãy chị nghe thật. Nãy chị nghe em hát bài Mãi Mãi Là Một Lời Nói Dối của chị á, giọng em rất là hợp luôn. Chị thấy hợp à? Em tại vì lúc em hát em cũng đặt tâm trạng đúng cái kiểu chị tả, chị hát chị cảm thấy tâm trạng nào đấy. Thật sự bài hát này nó dễ làm người ta có cảm xúc, thật sự luôn. Thank you chị. Không biết là các bạn nữ nghe bài này sao ha, không có thích không ha. Chị thấy có rất là nhiều bạn nhắn tin cho chị từ Instagram cho tới Facebook là kêu trời chị ơi, chị ra bài đúng ngay lúc mà tâm trạng của các bạn ấy giống như vậy. Thế thì đúng là các bạn nào mà đang tâm trạng đúng như chị ơi, sắp tự tử mất rồi. Đừng làm chuyện đó. Đúng không, đúng mọi người nhá. Để thêm tâm hồn bay bổng thôi chứ đừng làm chuyện gì dại dột nhá. Chị Quỳnh siêu siêu xinh gái này mọi người này. Đấy, mọi người toàn khen chị Quỳnh thôi này, chị Quỳnh đẹp quá ạ à, này. Chị Quỳnh với tỷ ngồi gần nhau như hai chị em ruột luôn á. Trời ơi. Ai là chị ấy, là em và em. Chúng ta là chúng ta bằng tuổi với nhau cơ mà. Đây, mọi người thấy ai đấy nói là như chị em thì ai là chị, ai là em. Mà thôi tốt nhất đừng nói ra không phải bất hòa nội bộ đấy. Xích mích đấy. Chị Quỳnh xinh ghê này, xinh lắm mọi người ạ. Cảm ơn. Chào chị Quỳnh 2K1 xinh đẹp. Thôi chết rồi. Để có báo đấy, Quỳnh tự nhận 2K1. Các bạn ạ. Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Hoàng Minh Thư rồi các bạn đang tác nhau vào này. Oh, cảm ơn mọi người. Thì Cute gọi tên em đi. Anh ôi, biết vậy hồi nãy mình like sớm một thật tí nhờ. Ha. Bây giờ sắp tới giờ đi. Thôi like một chút. Thì các bạn biết là đây. Chị Quỳnh, con chào Quỳnh cô đây. Quỳnh, con chào mẹ bơ kìa. Mẹ bơ. Con chào cô hẳn là cô. Mẹ bơ luôn kia. Mẹ bơ, các bạn toàn gọi em là mẹ thôi. Ủa sao vậy? Chị không biết là truyền thuyết của em à. Tất cả các bạn fan của em đều gọi em là mẹ. Bơ thì là em hay kiểu bận xong em hay bơ các bạn ý, các bạn nói chuyện mình ấy. Thế là thỉnh thoảng không chắc được thường xuyên ấy, là các bạn bảo em bơ, thế là đặt nickname của em thì là bơ luôn. Chị tưởng bơ là trái cây. Đúng chị rồi. Là dâu, chị cũng là trái cây. Đó, hai đứa mình là dâu. Ô, thế chúng mình lại có nhận chưa? Chết rồi.
mà hai trái cây đấy em đều thích ăn. Trời ơi, đẹp da lắm đấy em. Đúng rồi đấy. Ừ, chung quá chị ơi. Đấy thì em là mẹ bơ của các con. Ồ vậy đấy, hả? Bơ con. Đấy. Dì dâu chào các con. Dâu chào các con. Đây nhá, có thêm nhá. Gia đình chúng ta có thêm dì dâu nữa nhá mọi người. Nghe dâu đáng yêu cute lã man. Ly là chị, Quỳnh là em vì chị Quỳnh 2K1. Nhưng mà thôi, tôi nghe này tôi cũng rất là vui luôn. Mai cốt cách Tết tinh thần mỗi người một vẻ. Mi phân vẹn một. Ồ oh, wow. Nghe tên chị Quỳnh đã lâu giờ em mới thấy này, thật sự siêu xinh luôn. Em chào chị. Cảm ơn em. Wow. Chắc hôm nay chị make up thôi em. Không chị ạ. Ly là xương xương nhưng mà đẹp sẵn này thấy không? Không không, thôi thôi, đừng tầng em như thế. Chị xinh cũng nhận đi, khổ lắm cơ. Thật mà. Đấy mọi người ơi, bật mí nhẹ một tí nhá, là hai chị em vừa mới quay xong, hát xong bài hát của chị Quỳnh Mãi Mãi Là Một Lời Nói Dối mọi người ạ. Đang ở trên top 3 trending YouTube Việt Nam. Đấy, nói lại một lần nữa để cho mọi người, ai bơ con nhá mà chưa cày bài của chị Quỳnh cũng chính là chưa cày bài của mẹ bơ, cho nên mọi người hãy vào cày luôn đi và share nhiệt tình lên nha mọi người. Trời ơi, đó. Dễ thương quá. Tại vì bài hay lắm mà chị Quỳnh không te lắp thề luôn nhá chị nhá. Em gặp chị từ đấy nãy rồi mà em cứ tớn hết thằng người luôn. Giống như quen lâu rồi đúng không? Xong rồi chị em gặp nhau vui ấy, đúng kiểu như thế luôn. Chứ bình thường em nói thật nhá, em đi xong rồi có bạn bảo xong rồi kêu chảnh như thế thôi, không nói gì ấy. Nhưng mà thực sự gặp chị rồi em cứ tớn tớn hết. Vui. Gặp chị gọi gọi nha. Chắc chắn rồi, tại sao lại không gọi? Mẹ của các con, đó, dì dâu ơi. À mẹ của các con đó, dì dâu ơi. Thế gọi cô là cô dâu ạ, gọi là dì dâu đi. Cô dâu, giống như là cô dâu chứ rể. Giống cô dâu chứ rể. Con chào mẹ bơ, con chào cô Quỳnh. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Khổng Tú Quỳnh lúc trước học ngoại ngữ không gian, tức là sao? Chị Quỳnh ơi, em cưng chị dã man ấy. Ôi. Các chị nhà mình xinh quá. Em ơi, em cưng chị sao thì em phải cưng Ly hơn vậy luôn nha. Em lại yêu chị mẹ bơ, mẹ bơ hơn vậy luôn. Chết rồi, em lại yêu chị rồi. Chào chị yêu, quên mất mọi người ạ. Đấy, là nhiều người khen chị xinh lắm nè. Cảm ơn em. Đấy mà quên mất không livestream từ sớm với mọi người. Mà bây giờ chị Quỳnh chị sau đi, hôm sau em đi, em vào Sài Gòn đi. Xong rồi mình đi ăn cái gì đó, xong rồi mình livestream với mọi người. Nói chuyện với các bạn. Ok, chị muốn dẫn em đi ăn ngon nhá. Ok. Em thích đi ăn lắm. Chị cũng quá. Trời ơi, ra đây chị tính đi ăn bún nham mà không kịp nè. Chị thích bún ở đây mà thích là bún chả Hà Nội nè. Bún nham nè. Bún đậu mắm tôm. Đó. Trời ơi. Phở cuốn. Trời em ơi. Đừng có nhắc nữa được không? Chị mà đi bay về chị đi. Chị đem cái bún tay đẹp lắm luôn. Chị hay ra Hà Nội mà. Mỗi lần ra Hà Nội em sẽ đưa chị đi ăn tẹt ga đến khi nào chị phải về thì thôi. Hứa luôn. Nhưng mà hôm nay ra Hà Nội chưa kịp ăn gì nhưng mà có sơ sỉa thì có đã uống một ít trà sữa. Bắt buộc phải uống đúng không? Bây giờ quá thèm đúng không? Trà sữa lắm. Chị thích trà sữa. Mà đặc biệt là cái trà sữa đó chị thì trong nào? Mình nói thằng Bia nữa. Thành quảng cáo đấy. Đúng rồi. Chị inbox riêng cho em. Chừng nào em mở quán trà sữa thì chị sẽ nói luôn. Trà sữa mẹ mơ. Mẹ sữa mẹ mơ. Hay đấy. Đây mọi người này, đang uống nước nha đam nè. Nha đam nấu đúng không? Vừa xinh vừa giỏi. Đẹp người đẹp nét. Bé Na. Đấy. Hôm nay chị Quỳnh đến không kịp chuẩn bị các thứ này, có mỗi đĩa mít thôi mọi người. Trời ơi, như vậy là ngon đấy em. Đĩa mít thôi. Xin chào idol của em, chị Quỳnh xinh quá chị Quỳnh ơi. Alo. Ủng hộ ai chị dâu bơ Alex. Dạ. Dạ rồi. Em đang ngồi nói chuyện với lại bé Ly nè. Anh quản lý gọi. Quản lý anh Huy. Dạ rồi. Chị gọi tên em nè, Thơm Nguyễn nè, Bảo Nhi. Cảm ơn em, Nguyễn Phùng. Ngày nào em cũng cày bài mới của chị Quỳnh. Này mãi mãi là một lời nói dối, đăng cày cho chị Quỳnh luôn nè. Cảm ơn em. Ui, khen chị Quỳnh nhiều lắm luôn nè. Xem MV của chị dâu nức lòng quá đi. Để chị bán nhá. Để chị khâu lại lòng. Khâu lại lòng. Thế cho nên chị dâu lấy đây những cái lời mà động lực để chị dâu ra nhiều bài vào nhá. Sắp tới nhá. Cảm ơn em đã nhiều bài. Quỳnh nghĩ là mọi người hãy đón chờ xem bản cover mà hôm nay Quỳnh với lại Ly vừa quay xong, bởi vì là chắc chắn là mọi người sẽ có một cái cảm nhận thêm một cảm xúc nữa. Đúng rồi. Và Quỳnh rất là thích xem những cái clip cover của Ly. Hôm nay á, đặc biệt là Ly cover bài của Quỳnh luôn. Thì cảm xúc. Khi mà chị vừa nghe xong á, chị nghĩ là trời ơi,
đúng là có hương ly vô là khác liền. Cái quá khen quá khen đó. Yêu quá. Đấy, sắp cho nên là sắp tới nhá, em ra bài là chị cũng hát với em nha. Ok. Chắc chắn nhá, hứa nhá, hai chị em mình. Thường em đã bật mí fan là bao giờ chưa? Em bật mí với fan là khoảng tầm trong tháng này rồi. Đó, chị mọi người đang, nhá. Chị cũng đang chờ nha. Đó, 14 đến 15 tháng này. Vì là ngày mùng 3 là em quay đi quay MV rồi. Ok, đó. Chúc cho em quay MV và hoàn thành mọi thứ thật là tốt, thật là thuận lợi nha. Em cảm ơn chị yêu. Và đặc biệt là MV sắp tới của em ra là coi như là đi đến đâu, đi khắp nước, đi đến đâu cũng mở, ai ai nghe xong là cũng phải kêu mọi người được cày view cho Hương Ly thì là nhiều. Em cảm ơn chị, em cảm ơn chị nhiều lắm. Cười cái gì mà cười, tới hôm mà Hương Ly ra bài cũng phải cày view đó nha. Thật đấy, anh ạ, à, anh ép Facebook em đi. Sao hôm nay em thấy anh cute thế nhỉ? Đấy, chụp em. Là chị em, anh chị em mình chụp. Thả tim, thả tim. Ok, anh cũng te thật, anh cứ cười suốt đấy à chị. Bạn này á là một trong những người vừa là fan của chị Đông Nhi mà vừa là bạn giống như là người em của chị Đông Nhi và cũng rất là giống là em út hơn với chị vậy đó. Thật đấy ạ? Trời ơi, đây mọi người ơi, này mọi người thấy lên sóng anh ấy này, anh ấy cũng te lắm luôn đi. Em ơi, lên sóng luôn á. Chưa tiếp xúc nhiều mà biết anh này rất hiền rồi. Hiền mà một hiền không vậy? Hiền bạn, bạn hiền không? Hiền thật lắm sự rồi. Chị thấy thế nào? Chị vì chị hỏi anh ấy, chị phải phát biểu đi chứ. Chị thấy thế nào? Thì Quỳnh nghĩ là em với chị Đông Nhiên thì giống như tôi đúng không? Cho nên là chúng ta đều hiền như nhau đúng không? Nhưng mà đừng ai chọc điên thôi đúng không? Đúng rồi, đến lúc mà chọc điên thì chọc điên ra gì đấy? Điên lên á, khóc rồi chứ làm gì đâu. Em tưởng thế nào? Nói rất hùng hồn cuối cùng khóc thôi. Trà sữa chị Quỳnh ơi, lâu quá không gặp rồi. Nguyễn Khánh Trang, chắc bạn này là bạn fan của chị đó. Gái quá, chúc MV của mẹ Quỳnh được top 1 nhé. Yêu mẹ Quỳnh. Ôi dồi ôi, nay được lên làm mẹ luôn. Làm mẹ luôn rồi, vào trong này toàn đàn con thôi. Bài của dâu hay cực, hóng bản song ca của hai chị dâu bơ. Dâu bơ, chị dâu khen mẹ bơ em đỏ hết cả mũi rồi kìa. Em cảm thấy chị cute ý. Wow, hello tỷ bơ. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mấy giờ rồi em nhỉ? Là hay lắm. Phải đi rồi. Ok, ra là vừa. Trời ơi, mọi người ơi. Nói chuyện quên hết cả trời đất luôn. Cảm ơn em. Hôm nay cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Và đặc biệt là cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của hai chị em mẹ bơ và dì dâu. Đó. Mẹ bơ và dì dâu xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người nha. Bye 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 bye. Và mọi người ơi, mọi người đừng quên là tháng 12 là mọi người hãy coi và share thiệt là nhiều. Chắc chắn là chị cũng sẽ coi và chị sẽ share thiệt là nhiều MV của em. Đấy, chị nhớ nhá, nhưng mà trước mắt thì hãy share bài của bà dâu đi đã. Trước mắt thì hãy cày của bài của bà dâu đi đã nhá mọi người nhá. Bye bye. Bye bye. Mẹ che mất chị dâu của con rồi. Đây, đây chị vào đây. Đúng rồi đấy. Thấy mọi người xinh không? Bye bye.